Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh. Mình về quê tảo mộ ông bà. Anh chị và các bạn thấy đó, ở quê hương là cái ngày tảo mộ rất là quan trọng. Đấy, con cháu tụ họp về mồ mả ông bà. Ở đây là những cái vùng thuộc về Mỹ Phong. Anh chị và các bạn thấy quê hương mồ mả ông bà được dung đắp để con cháu trở về sau một năm làm ăn, thành công hay thất bại gì cũng vậy. Ở miền Nam như vậy là không có bằng ở miền Trung đâu nha anh chị ạ. Miền Trung tôi về quê nội đó, chàng ơi, tảo mộ linh đình lắm. Thật ra thì tôi là họ Lê. Bữa nay tôi tiết lộ cho một số người biết. Tôi là họ Lê, dòng họ Lê của tôi rất là lớn. Về ngoài miền quê đó thì tảo mộ vào thường thì vào tháng 3, mà đó là tảo mộ gia tộc rồi dòng họ nữa rất là lớn. Còn trong đây là dòng họ bên ngoại. Các bạn thấy ở quê nhà rất là đẹp. Bởi vậy đi đâu đi đừng có bỏ quê hương của mình. Anh chị các bạn thấy người ta trồng hoa này. Đẹp không? Hoa này là chuẩn bị cho mấy ngày tường Tết, rất là đẹp. Này, con cháu về chùi rửa mồ mả ông bà. Đây là một cái ý nghĩa rất là tốt. Các bạn thấy ở nước ngoài chết rồi thì nhiều khi nó giống như là cát bụi, về cát bụi thôi. Nhưng mà mồ mả thì không có giống như bên Việt Nam mình. Ở trong Nam là chỉ đơn giản thôi. Họ không có cầu kỳ mồ mả dữ quá giống giữa miền Trung. Miền Trung thì có hệ thống hàng ngang hàng dọc, xây mồ mả cũng vậy. Nó có cái hệ thống hết. Còn các bạn thấy đây là ba mình cũng nằm ở đây, ông anh cũng nằm ở đây, cậu, ông nội, bà nội, ông cố nội, bà cố nội đều nằm ở đây hết. Các bạn thấy những người ngày xưa ông bà cố bằng chiến tranh thì không có là xây mồ mả được, cho nên mất ở đâu thì cứ làm cái nấm vậy thôi. Chôn hồi xưa là chiến tranh ở mấy vùng này, vùng hẻo lánh mà anh chị và các bạn biết, thì chôn nhiều khi có cái nấm vậy là mừng rồi. Rồi sau này con cháu mới gom về lại một chỗ như vậy. Ông cậu mua miếng đất cũng lập cái nghĩa trang cho dòng họ bên này. Dòng họ mình bên này là dòng họ Nguyễn. Bữa nay mình tiết lộ hai cái dòng họ luôn. Thế nào giờ mình không có nói đâu. Bây giờ ai cũng biết Lợi Minh hết rồi. Chứ hồi xưa mình giấu dữ lắm. Mình về trong này là mình họ Nguyễn. Cái họ của mình gốc là họ Lê. Ba mình ngày xưa cũng đi theo cách mạng rồi. Sau này già rồi cũng mất ở trong Nam. Vào trong này gặp má mình. Má mình là dân ở khu vực này, dân ở Mỹ Phong. Dân Mỹ Phong. Anh chị các bạn thấy không? Cái này cháu mà mình gọi là đời thứ ba rồi đó nha. Cháu kêu tới bằng ông không. Mình về nội kìa. Chàng ơi, cháu đời thứ 4 luôn, thứ 5 luôn. Nhiều khi về đông con cháu, dòng họ gia tộc. Nhiều khi mấy đời trước mà mình không biết. Các bạn biết khi mấy đời trước mình không biết mà mình về rồi cái mới biết lại là trong cái dòng họ gia tộc. Nó hay cho đó. Có sổ sách được gia phả. Đây, quê hương là như vậy. Các bạn thấy Cái này là cái kim tĩnh của má mình. Mình đã xây cho bả rồi. Bả sẽ nằm ở đây. Tại vì má mình năm nay cũng 88 tuổi rồi. Bệnh thì đi không biết lúc nào. Mình xây kim tĩnh xong rồi. Xây kim tĩnh hồi năm ngoái. Mua hàng gương đồ để sẵn hết. Bả nằm xuống thì đi thôi. Các bạn thấy con cháu mình, mấy đứa nó giỏi lắm nha. Mấy đứa bên ngoài giỏi lắm. Tại gia không á, nó là kinh doanh rất là lớn, công ty của nó. Bởi cái tên Lưu Chỉ Đạo mà đi kiếm đi kiếm một Lợi Minh mà chỉnh lên Hoài Nam rồi đi kiếm Lợi Minh á, kiếm hoài không nổi. Lùng lên lùng hoài rồi nó không, cái đám cháu mình mà nó ra nó dí mấy tên đó ăn cái là ngồi đó chỉ khóc thôi. Tụi nó là dân kinh doanh làm ăn lớn lắm ở tại Tiền Giang, Mỹ Tho này, chứ không phải giỡn đâu. Tại mình lên hồi nào giờ mình cũng giấu, không có nói chuyện gia đình cá nhân anh chị coi. Bữa nay thì mình mới chia sẻ chuyện quê hương đất nước mình, về mình yêu đất nước Việt Nam này. Mình thấy không có nơi đâu mà bằng ở Việt Nam quê hương mình, anh chị coi. Là mình có điện thoại cho nên anh chị em các bạn thông cảm, mình sẽ like tiếp phần sau nha. Bye bye, bye bye, bye bye.